Thời đại ngày nay, chỉ cần lướt mạng xã hội một chút thôi, bất kể là Facebook, Insta hay TikTok, chúng ta sẽ bắt gặp không ít những gương mặt mà người ta vẫn gọi với cái tên trìu mến là influencer. Không nhất thiết phải hoạt động trong ngành giải trí, song những influencer hay nhân vật có tầm ảnh hưởng, sở hữu hẳn một lối sống đậm nét thương hiệu riêng và thường xuyên tác động đến suy nghĩ và hành vi của những người theo dõi họ. Thế nhưng, liệu đằng sau những lớp vỏ bọc hào nhoáng và xa xỉ tới hoàn hảo đó, những con người đấy đang thực sự che giấu điều gì? Và sẽ dễ dàng như thế nào để lợi dụng những điểm yếu đó vào mục đích xấu xa? Influencer, một bộ phim kết hợp cả thể loại kinh dị và trinh thám sẽ giúp các bạn tìm ra câu trả lời. Bộ phim đưa khán giả theo câu chuyện của nhân vật Madison, một influencer có tiếng tăm đang cố gắng một mình tận hưởng chuyến du lịch tại Thái Lan. Trái với hình ảnh vui vẻ hạnh phúc trên mạng xã hội, cuộc sống bên ngoài của Madison thực chất lại chẳng hề màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Cô vừa chán nản khi liên tục phải ra sức duy trì lối sống hào nhoáng cho ra dáng một con người của công chúng, lại đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Thậm chí khi tìm đến sự an ủi của người bạn thân, thứ cô nhận về cũng chỉ là những lời khuyên sáo rỗng. Trong một lần tìm đến quán bar để giải khuây, một gã đàn ông lân la tiếp cận tán tỉnh Madison. Dù đã lịch sự từ chối nhưng dường như gã này vẫn quyết bám lấy cô. Ngay trong tình huống khó xử ấy, may mắn thay, một vị cứu tinh đã xuất hiện để giải quyết rắc rối. Đó là CW, một cô gái thân thiện và nhiệt tình và đặc biệt tâm lý. Nhận thấy vẻ buồn bã của Madison, CW thậm chí đã rủ cô tham gia một buổi đi phượt để trải nghiệm những tụ điểm thú vị bên ngoài căn resort nhàm chán. Madison thực sự đã rất vui, nhưng có lẽ vì thói quen nghề nghiệp, cô vẫn không thể nào rời chiếc điện thoại để hưởng thụ chuyến đi một cách đúng nghĩa, kể cả khi đã bị CW nhắc nhở. Song sau cùng, đây vẫn là khoảng thời gian đẹp và sảng khoái nhất mà Madison được tận hưởng kể từ khi đặt chân tới Thái Lan. Nhưng cảm giác phấn chấn đó chẳng tồn tại được quá lâu. Sau khi trở về khu nghỉ dưỡng, Madison phát hiện phòng mình bị kẻ gian đột nhập. Quái lạ thay, dù đồ đạc bị xới tung, chỉ duy nhất cuốn hộ chiếu của cô là bị đánh cắp. Dù CW đã giúp đỡ tận tình, nhưng vì mất thị thực, Madison không thể về nước đúng lịch trình. Và điều này lại càng làm chuyện tình cảm của cô trở nên căng thẳng. Phải hứng chịu những lời đổ lỗi vô lý từ bạn trai Ryan, cô quyết định chấm dứt cuộc tình, rồi cùng CW kéo dài kỳ nghỉ dưỡng để xua tan nỗi buồn. Và lần này, để có thể hoàn toàn đắm mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên, CW thuyết phục nữ influencer gạt chiếc điện thoại và mạng xã hội sang một bên. Thế nhưng, ngay khi Madison rời bỏ mối quan hệ thân thiết nhất để đặt trọn lòng tin vào CW, mọi việc bắt đầu dần trở nên kỳ quặc. Trong một lần CW tự mình lái thuyền dẫn Madison tới khám phá một hòn đảo nhỏ tách biệt ở ngoài khơi, hai cô gái đã cùng nhau trải lòng về viễn cảnh sẽ ra sao nếu Madison bị CW bỏ lại trên hoàng đảo. Madison tự tin khẳng định rằng một người nổi tiếng như cô nếu mất tích chắc chắn sẽ sớm có người đi tìm. CW thì lại cho rằng Madison đang quá tự cao, thậm chí là ảo tưởng với tầm quan trọng của bản thân. Tưởng chừng như câu chuyện chỉ là những lời nói bông đùa vu vơ, thì đâu ai ngờ, ngay đêm đó, CW đã chuốc thuốc cho Madison bất tỉnh và thực sự bỏ cô lại trên đảo hoang. Hóa ra, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của sự dễ mến, CW thực chất là một kẻ giết người hàng loạt. À, chuyên tiếp cận các nữ influencer đi du lịch đơn lẻ, thủ thiêu họ, sau đó đánh cắp danh tính để rồi ăn sung mặc sướng bằng tài sản của nạn nhân. Và quá trình lừa đảo của ta cũng công phu không kém. Đầu tiên, CW sẽ lùng sục khắp các trang mạng xã hội để tìm kiếm những con mồi béo bở. Sau khi đã khóa được mục tiêu, ả sẽ theo dõi nạn nhân cả trên mạng và ngoài đời thực để chọn cách tiếp cận hiệu quả nhất. Làm quen được rồi, CW bắt đầu tìm cách kết thân, khoác lên lớp vỏ vui vẻ tốt bụng để chiếm trọn lòng tin của con mồi. Để rồi ngay khi có thời cơ, ả ta sẽ nhanh chóng trộm khóa phòng để ăn cắp giấy tờ tùy thân, khiến nạn nhân bị mắc kẹt lại nơi nghỉ dưỡng. Đây là một chiêu trò thao túng tâm lý hết sức tinh vi vì đại đa số khách du lịch đơn lẻ thường có xu hướng tin vào trải nghiệm của một cá nhân khác hơn là đơn vị làm dịch vụ. Hơn nữa, cũng vì CW kết bạn với các nạn nhân ngay sát thời điểm biến cố xảy ra, nên họ theo lẽ tự nhiên sẽ tự động tìm đến ả để xin sự giúp đỡ. Nắm bắt được tâm lý ấy, CW đã lừa được không ít nạn nhân mắc kẹt lại hòn đảo hoang. Nhưng chỉ như vậy vẫn là chưa đủ. Để che giấu tội ác, ả thậm chí còn sử dụng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để đăng tải những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, với mục đích là để tạo bằng chứng giả khiến các fan hâm mộ tin rằng thần tượng của họ vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng một cách yên bình. Song thú vui quái gở của CW chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Cả thèm chóng chán, ả lập tức chuyển sang con mồi tiếp theo, tiếp tục săn lùng một influencer khác trong khu vực để lập lại tội ác. Nạn nhân lần này của CW là Jessica, một nữ travel vlogger chuyên đăng các tấm ảnh về du lịch. Trái với hình ảnh thân thiện trên mạng xã hội, Jessica thực chất khá giả tạo và ái kỷ. CW ban đầu đã tin vào những tấm ảnh ngoan hiền của cô nàng. Thế nhưng, sau khi nắm bắt được tâm lý của con mồi, ả buộc phải đổi chiến thuật và đóng vai một fan cuồng để thỏa mãn cái tôi của Jessica. Kịch bản cũ lại xảy ra.
Jessica mất hộ chiếu và đồng ý ở lại căn biệt thự của CW, y hệt như Madison đã làm. Thế nhưng, một nhân tố bất ngờ đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Khi về đến căn biệt thự, CW nhận ra căn nhà thuê bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Đó là Ryan, người yêu của Madison. Anh ta đã truy dấu những giao dịch trước đó của Madison và tìm đến tận căn biệt thự để tạo bất ngờ, mong muốn hàn gắn lại mối quan hệ với cô bạn gái. Vì đã lấy thẻ của Madison để chi trả cho căn nhà, trong lúc cấp bách, CW nói dối rằng Madison đã rời đi nhưng cho phép ả ở lại. Mặc dù không thắc mắc thêm, nhưng điều này cũng bắt đầu khiến Ryan và Jessica bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Muốn đuổi Ryan đi để tiện tay hành sự, song anh chàng này dường như nằm ngoài khả năng thao túng của CW. Mặc cho ả có làm cách nào, Ryan vẫn quyết tâm ở lại căn biệt thự làm khách không mời, thậm chí còn đòi tham gia chuyến đi phượt cùng Jessica. Trong một đoạn dừng chân, Ryan và Jessica cùng dì tay nhau với những hành tung kỳ lạ của CW. Jessica cũng vì thế mà nhận ra có gì đó không ổn với cô gái có vết bớt trên mặt. Tối đó, trong lúc chuẩn bị rời đi một cách lặng lẽ, Jessica bị CW bắt gặp. Ả chất vấn và đổ lỗi về việc Jessica ra đi không lời từ biệt, còn nữ influencer cũng nói thẳng những nghi ngờ về mục đích thực sự của CW. Cô nàng cương quyết bỏ đi, còn đưa tiền cho CW và khinh miệt gọi ả là đồ quái dị. Thì ra CW luôn tự ti về bản thân, và cũng chính vì sự tự ti ấy mà nảy sinh lòng thù ghét với những người được yêu quý trên mạng xã hội. Nay bị xúc phạm, CW liền trở mặt sát hại Jessica bằng cách đập đầu và dẫm lên cổ cô nàng bằng giày cao gót. Xong việc, CW nhét xác cô nàng vào vali toan tính thủ tiêu. Tuy nhiên, còn chưa kịp đưa vali ra đến cửa, ả đã bắt gặp Ryan đang dẫn bạn về đàn đúm. Biết rằng Ryan còn ở lại ngày nào thì sẽ chỉ càng thêm phá hoại kế hoạch ngày đó, CW cũng định thủ tiêu cả Ryan. Đêm hôm ấy, khi đã lăm lăm con dao trong tay, ả lại phát hiện ra Instagram của Ryan có một bức ảnh thấy rõ mặt mình. Nghi ngại đây có thể là thông tin bất lợi cho bản thân, CW quyết tâm xóa bằng được bức ảnh đó. CW bèn giả danh Madison đăng bài khoe người yêu mới, lấy cớ đó thuyết phục Ryan thôi cuộc tìm kiếm Madison. Cẩn thận hơn, ả còn chúc thúc Ryan dàn dựng cả một buổi ân ái để thừa thời cơ xóa bức ảnh có mặt ả trong điện thoại. Ban đầu Ryan đã tin vào câu chuyện của CW theo dệt. Thế nhưng, vì là người đã đưa Madison trở thành một influencer, linh tính của anh cho biết rằng có điều gì đó kỳ lạ với những bài đăng của Madison gần đây. Ryan mới tìm về resort nơi Madison đã từng ở, cố gắng tìm thông tin về cô. Tại đây, anh bắt gặp gã đàn ông nhiều tuần trước đã từng nói chuyện với Madison. Dù ông không có chút ký ức nào về nữ influencer, nhưng lại nhớ rất rõ gương mặt của CW. Điều này càng khiến Ryan nghi vấn. Sau một hồi tua đi tua lại một video của bạn gái cũ trên mạng, anh đã nhận ra đây chỉ là sản phẩm của chỉnh sửa và kẻ đóng giả Madison là một người có vết bớt đen trên mặt. Không ai khác, kẻ đó chính là CW. Quá sốc trước điều mà anh vừa phát hiện, Ryan đột nhập vào căn biệt thự, tấn công CW để đối chất với ả. Ấy vậy mà CW chẳng sợ bị đe dọa, trái lại ả còn thách thức Ryan báo cảnh sát. Sở dĩ CW tự tin như vậy, đó là vì ả đã tạo những thông tin giả để hướng mũi dìu về phía Ryan, theo dệt hình ảnh của anh trở thành gã bạo lực và thường xuyên đánh đập Madison. Không thể đưa CW ra công lý, Ryan đành thương lượng đòi ả chỉ ra nơi đang nhốt giữ Madison. Thế nhưng, một CW quỷ quyệt đâu để chuyện đó xảy ra dễ dàng. Trong khi giằng co bên thuyền, CW đã phản kháng lại và lật ngược kinh thế, dìm Ryan chết đuối. Giờ đây, để sự biến mất của Ryan thêm phần hợp lý, CW lại tiếp tục giả danh Madison và đăng bài biện đặt về Ryan. Trong lúc chuẩn bị phi tang xác chết của Ryan, CW tìm thấy hộp nhẫn trong ba lô của anh. Hóa ra, lần này Ryan xuất hiện ý muốn lấy lời cầu hôn để chuộc lại lỗi lầm với Madison. Tiếc là anh đã không có cơ hội để làm việc đó. Nhìn chiếc nhẫn, CW chỉ cười khẩy, tận hưởng nốt thú vui lướt comment rồi khóa tài khoản, như một nỗ lực để đẩy Madison vào quên lãng. Sau cùng, CW chất xác Ryan lên thuyền, tính đem đến đảo hoang, nơi ả đã bỏ lại Madison. Thế nhưng điều ả chẳng ngờ nổi, đó là Madison suốt bao ngày trời vẫn còn sống. Nữ influencer đã tự lực sinh tồn trên đảo hoang trong suốt nhiều tuần, và khi một lần nữa chạm mặt, cô không hề do dự đánh ngất CW trước khi cướp lấy chiếc thuyền duy nhất để trở về với nền văn minh. Còn về phần CW, lần này đến lượt ả bị mắc lại trên đảo hoang. Bộ phim kết thúc với cảnh CW nở một nụ cười, hẳn là bất ngờ với cảnh tượng của chính ả. Có vẻ như kẻ đi lừa người khác cũng đã đến lúc phải gặp quả báo rồi. Thế mới thấy, những người nổi tiếng trên mạng thực chất không hề sống cuộc đời màu hồng như chúng ta vẫn tưởng. Họ gặp rất nhiều áp lực liên quan đến bạo lực mạng, đôi khi vì lẽ đó mà phải sống giả tạo để chiều lòng thiên hạ. Thậm chí có trường hợp đã phải đánh đổi nhiều thứ, đặc biệt là danh tính của bản thân. Và trong viễn cảnh tồi tệ nhất giống như trong phim,
Những người nổi tiếng này có thể dễ dàng trở thành con mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo tinh vi giống như CW. Nếu là bạn, bạn có sẵn sàng đánh đổi những nguy hiểm này để trở thành một influencer? May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.